Vâng, shop em xin chào toàn thể các bác Bắc Trung Nam, các bác bonsai cây cảnh Bắc Trung Nam các bác. Hôm nay shop em xin giới thiệu các bác bộ combo cấu hình để các bác tỉa cây ăn quả, cây bonsai. Và không mất nhiều thời gian, em nói thẳng với phương thức giao dịch của bên shop bên em là các bác gọi hàng, đặt hàng, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng mới thanh toán với bill giá các bác nhé. Bên em không cần các bác đặt cọc hay chuyển khoản bất kỳ hình thức nào. Và sau đây em đưa vào hình thức, em giới thiệu chi tiết về sản phẩm. Các bác biết đấy, đây là những bộ vườn vải bên em, là bên đất vùng Bắc Giang em, là nhà em, hiện tại nhà em đây là chuyên canh về cây vải sớm các bác. Và vừa rồi các bác đấy, anh nhìn thấy hình ảnh đó là những vườn vải em rất chi nhiều hoa cho hứa hẹn của mùa vải 2022 này các bác nhé. Và đây những bộ combo này mà gia đình em và ngay cả đất vùng em đang dùng những bộ combo như thế này, và trải qua rất nhiều, nói thật với các bác, nhà em đã trải qua rất nhiều bộ sản phẩm tỉa cành, cắt cành, cây ăn quả. Và đây là bọn nhà em đã chọn sàng lọc mà đã lựa chọn những bộ sản phẩm, đó là hàng Nhật các bác nhé. Đây là hàng Nhật chính hiệu, rất thật nhấn mạnh cho các bác rằng tiền nào của ấy, và các bác bỏ đầu tư ra, các bác sử dụng lâu dài và hữu ích và hiệu quả của nó. Và đầu tiên em xin giới thiệu sản phẩm, đó là sản phẩm đầu tiên, đó là kéo cắt cành SK5 Made in Japan chính hiệu các bác nhé. Đã được dập chìm và cán là bằng nhôm cao cấp các bác nhé. Đấy, nhẹ, bền và lưỡi là bằng nylon. Và cái sản phẩm này em cũng trải qua rất nhiều các chi tiết kéo cắt cành trên thị trường rồi, các bác đã trải qua cũng rất nhiều. Và đây là sản phẩm mà gia đình em rất chi hữu ích nhất. Vì sao? Cầm nhôm to, cầm bản, tay dày đậm, tay và nhẹ. Vì thép này nó độ dày rất chi là dày, thép inox, thép bên là thép inox chứ không phải sắt inox các bác nhé. Và cái đặc biệt nó thế này, lưỡi là lưỡi dày. Khi các bác sử dụng qua bao nhiêu vụ vải cắt cành cũng như con dao đó, các bác sử dụng qua cũng phải mòn và cùn đi. Những cái đặc biệt của cái kéo cắt cành này em thấy rất chi hữu ích mà hầu như em đã trải qua rồi, đó là gì? Cái lưỡi đó các bác tháo ra được để các mài như một lưỡi dao bình thường, sắc bén lại trở lại như một lưỡi kéo mới các bác nhé. Và tháo ra rất dễ thôi. Và các bác khi các bác không sử dụng cái kéo nó có tác dụng là không sử dụng, các bác có thể lấy này ra và các mở, và khi bác không sử dụng các bác đóng cái này vào, nó rất không như cái kéo khác các bác cài ở đây. Nhưng cái này sản phẩm nữa cải tiến hơn, đó là các bác có thể cài khóa như thế này rất chi nhẹ nhàng. Và ngay sau đó là trong cái hộp này bên em có một dự phòng, đó cái lò xo này, do dự phòng theo nguyên bản của nó các bác nhé. Khi các bác sử dụng, các bác để giữ nguyên hoặc cất chỗ nào kín để cái lò xo này, rất đôi khi các bác mua ngoài quán không có đâu, hoặc chế cháo nó không phải nguyên bản của nó đâu. Và sản phẩm thứ hai nó cũng là kéo cắt cành. Đấy, kéo cắt cành đó là giả cán bằng giả vân gỗ, nhưng nhựa này là nhựa cao cấp các bác biết, như cái nhựa của xe máy đó, hoặc là nhựa, tất cả các nhựa xe máy cao cấp hàng đắt tiền thì cái nhựa này rất chi là bền. Nó không giống như tất cả các cái nhựa khác là nó giòn, nó mủn theo thời gian, như cái này nó rất chi là bền, giả vân gỗ. Đấy, và bên trong cũng là bằng thép các bác nhé, thép inox trải dài từ lưỡi đến cán này. Như các bác biết rằng là cái nhựa của kìm nữa trông như thế nhưng mà rất chi là chắc và cách bền và cầm và bám rất chi bám tay. Lưỡi cũng bằng inox và lưỡi cũng made in Japan SK5 các bác nhé. Đấy, và sản phẩm thứ ba và cũng kèm theo đó là một cái lò xo các bác nhé. Đây cũng có lò xo để dự phòng cho các bác dự trù. Sản phẩm thứ ba em giới thiệu cho các bác đó là cái kéo tỉa dăm. Các bác thấy bonsai hoặc cây lan hoặc bất kỳ các bác thấy trên thị trường, khi các bác cây, cả cây ăn quả như cây cảnh, như các bác thấy vườn vải như em đây này, giả sử những cái cây bông hoa mà nó bị thối, bị lấm, chẳng lẽ rằng các bác đưa cái kéo này vào, kéo to này vào, nó sẽ gây ra hiện tượng gãy cố hoa, gãy cảnh hoa các bác nhé. Thì vì vậy chúng ta dùng biện pháp hữu hiệu nhất, đó là tỉa, dùng cái kéo này tỉa những cái bông hoa đi, thối lấm hoặc là bị gãy, thế thì không gây ảnh hưởng với cái bông hoa của chùm quả sau này các bác nhé. Đấy, nó rất cán. Đây cán cũng bằng thép dài đến cái cán và cũng là nhựa cao cấp các bác nhé, cũng chữ Made in Japan đằng ngoài, cũng chữ Made in Japan đằng ngoài. Đấy, và cầm rất chi là rất chi là sướng. Đấy, và nhựa này rất chi là bám tay, không bị trơn trượt như các kéo tỉa dăm khác các bác nhé. Đấy, rất chi là sắc. Đấy, cũng Made in Japan. Đấy,
các bác khi các bác thu hoạch quả, các bác cũng cái dâu ria của các chùm quả đó, các bác cũng dùng cái kéo để cắt tỉa, không như là các bác thấy như ở bất bại em là cái kia một cả cái cuống dài đó, nó không hữu ích đó. Các bác dùng móng tay, các bác bấm rất chỉ đau đau tay và gây mà là không năng suất. Nên vì vậy trong ta sẽ dùng cái kéo răm này rất chi điện phải. Và sản phẩm thứ tư đó là em giới thiệu cho các bác, đó là cái kéo cưa lách này. Các bác đã dùng bonsai và quả cây cảnh và cái cây tất cả các cây vừa rồi các bác trong Tết rồi, các bác mua cây mai, cây đào, những cây đẹp đắt tiền đó, thì các bác phải dùng những cái kéo này tỉa tót rồi tỉa cái cành thế không đẹp mắt, thì các bác dùng cái này để các bác cắt cái cành ấy đi nhẹ, rất chi là nhẹ. Và chữ cũng là Japan các bác, made in Japan chính hiệu đây, made in Japan chính hiệu đây. Mà ngoài công dụng của nó như vậy kiểu lách ra, thì cái kéo này bên em dùng hoa quả để khoanh cành, khoanh gốc, hãm cành để cho ra hoa nhiều hơn. Chứ trong thời gì cây phát triển sinh trưởng, chúng ta đã hái rồi, chúng ta chăm sóc và chúng ta phải hãm nó lại, nếu không thì chúng ta ra không được ra những nhiều hoa vải như thế này đâu nhé. Nó ra lọc bỏ chót hết mà gây ảnh hưởng đến năng suất hoa quả bác nhé. Đấy, ngay cả cây bồng, cây bưởi, cây táo các bác cũng phải cắt gốc đi. Còn cây bưởi, cái vải, cây nhãn thì các bác phải hãm để cho nó ra, giảm cái sự suy trưởng phát triển chu kỳ nó, để cho nó ngủ. Cái vải, cái nhãn nó có một thời kỳ nó ngủ thì chúng ta phải hãm nó lại để cho nó ngủ sâu hơn, và đến khi mùa xuân này nó sẽ bật hoa và lời lộc các bác nhé. Đấy là hoa và lời lộc, đó là mùa xuân tự nhiên rồi. Và đây là điều đương nhiên, các bác thấy nhìn thấy cái vườn vải em hiện tại không có một lộc nào tuần ra hoa đâu, như vậy sẽ tạo ra năng suất hiệu quả và giá trị nhiều hơn các bác nhé. Đấy, ngoài cái cưa này ra, đó là cái cưa khi đấy là cái cưa cắt cành to các bác nhé. Đấy, cắt cành trên cao đó, khi các bác biết rằng cái cây mà chúng ta trải qua những cây cao to rồi, chúng ta muốn hạ tán hạ cành xuống thì ta dùng cái kéo này, cái cưa cành to này, dài chiều dài là 350 mm, bản chiều dài này các bác nhé, chiều dài này cũng chữ Nhật made in Japan chính hiệu. Như các bác biết rằng trên thị trường nó rất chi nhiều các loại cưa tàu, cưa Đài Loan hoặc là cưa vân vân, nhưng đây là bên em cam kết là hàng Nhật các bác nhé. Đây là hộp, đây hộp hoàn toàn bằng chữ Nhật. Các bác biết rằng những xe máy Honda và TV thì chưa đồ Nhật bao giờ tốt, để ở đây em cam kết các bác check bao bạch đàng hoàng, chữ Nhật đàng hoàng, không phải chữ Taiwan đây đâu nhé, đây chữ Nhật hoàn toàn, các bác cam kết bằng đồ Nhật. Vì vậy là đánh nó được tôi thép rất chi là chắc đây này. Đấy. Và đó, cái lưỡi cưa này đã tôi đi, tôi rất chi là nó chống mài mòn rất chi là tốt và rất chi là sắc và bén, vì vậy các bác cắt rất chi là ngọt. Đấy. Và lưỡi cưa là chia ra là kiểu phân mè đó các anh, phân mè đi. Vì sao phân mè thế này? Thứ nhất chúng ta dùng một tay để kéo nó nhẹ nhảm lực đi, để nó bên kia gọt và bên kéo lại bên kia gọt, nó cắt gọt anh. Đấy, nó giảm cái này rất chi là sắc các bạn. Đấy, em không nhóm động bởi vì nó rất thích chiệt sắc. Cán bằng nhựa để chúng ta cầm, thứ nhất là ma sát tay bám không bị trơn trượt. Đấy, rất chi là chắc. Đấy. Và